Hôm nay mình sẽ đưa các bạn đi thăm cụm công nghiệp Sông Cầu để xem là tiến độ cũng như là hiện trạng xây dựng của nó như thế nào. Thì thời điểm mình quay clip này là vào khoảng cuối tháng 6 năm 2023. Thì bây giờ mình sẽ đưa các bạn vào bên trong để xem. Về cơ bản thì các tuyến đường trong cụm công nghiệp đã được xây dựng tương đối là khang trang và hoàn thiện. Thì mình đang đi trên các cái trục đường chính của cụm công nghiệp Sông Cầu. Thì như các bạn thấy thì hiện tại chưa có những cái tổ chức cá nhân nào đến để đầu tư và xây dựng. Tuy nhiên thì đường xá và cơ sở vật chất đã được hoàn thiện rất là khang trang cũng như là sạch đẹp. Cụm công nghiệp Sông Cầu thì có diện tích khoảng 40 hecta với vốn đầu tư là hơn 350 tỷ đồng do công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Yến Sào Khánh Hòa làm chủ đầu tư. Từ đó sẽ đưa ra nhiều chính sách ưu đãi để chào mời các nhà đầu tư thuê cũng như là thiết lập hoạt động sản xuất. Cụm công nghiệp thì nằm trên quốc lộ 27C, có vị trí giao thông thuận lợi, kết nối với các huyện Diên Khánh, thành phố Nha Trang, huyện Khánh Vĩnh và các vùng khác. Theo thiết kế thì dự án sẽ có nhiều nhà máy xí nghiệp được xây dựng trên phần diện tích khoảng 28 hecta, được chia thành 27 lô, đi kèm với nhiều tiện ích như là cửa hàng xăng dầu, tổng kho, khu xử lý nước thải tập trung. Trong cụm công nghiệp thì được chủ đầu tư hướng đến điều kiện thân thiện môi trường khi có khoảng 1,5 hecta đất để làm hoa viên, trồng cây xanh. Phần diện tích còn lại thì được xây dựng hệ thống cấp nước, xử lý nước thải, trạm điện, đường giao thông và tổng kho. Nguồn điện cung cấp cho cụm công nghiệp thì đã được thi công nối với mạng lưới điện của quốc gia. Hiện nay thì cơ sở hạ tầng của cụm công nghiệp đã cơ bản hoàn thiện và đạt tiêu chuẩn đưa vào sử dụng, đáp ứng tốt yêu cầu của các nhà đầu tư thứ cấp. Đó, theo như các bạn thấy thì hiện tại chỉ có một số cái kho cũng như là nhà máy của Yến Sào đang được xây dựng và hoàn thiện. Cũng chưa thấy có công nhân hay là đưa vào sản xuất. Tuy nhiên thì đây cũng là một dấu hiệu rất là khởi sắc cho cụm công nghiệp Sông Cầu. Một cái cụm công nghiệp mà phải nói là nằm tương đối xa những cái khu dân cư lớn, xa trung tâm thành phố Nha Trang. Ở đây thì có thể là thu hút những cái lao động nằm ở những khu vực lân cận, chẳng hạn như là huyện Diên Khánh, huyện Khánh Vĩnh. Ưu điểm của cái cụm công nghiệp này là nằm trên cái trục đường quốc lộ 27C, cho nên là cái việc lưu thông hàng hóa cũng như là vận chuyển trang thiết bị vật tư có thể đến một cách dễ dàng. Hiện nay thì theo thông tin mình được biết thì giá thuê đất tại cụm công nghiệp Sông Cầu là có giá khoảng 9 đến 11 tỷ trên một hecta. Chi phí này thì được cho là phù hợp với các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Ngoài ra thì chủ đầu tư cụm công nghiệp Sông Cầu thì luôn tạo điều kiện để chủ đầu tư quản lý doanh nghiệp từ xa. Bên cạnh đó thì công ty Yến Sào Khánh Hòa còn đưa ra một số chính sách nhằm tạo điều kiện tối đa cho các nhà đầu tư. Cụ thể thì sẽ giảm giá thuê đất cho nhà đầu tư thứ cấp thuê hạ tầng với diện tích từ 2 đến 5 hectare. Thanh toán tiền thuê đất gắn liền với cơ sở hạ tầng theo tiến độ là 18 tháng, chia thành 5 lần và miễn phí cho những cái chi phí quản lý điều hành và bảo dưỡng hạ tầng kỹ thuật trong vòng 2 năm. Thời gian sử dụng đất của dự án là khoảng 50 năm kể từ thời điểm được nhà nước cho thuê đất. Ngoài ra thì còn có các chính sách ưu đãi của nhà nước và tỉnh Khánh Hòa để hỗ trợ thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế nhập khẩu và giá thuê mặt bằng. Với các yếu tố về hạ tầng đồng bộ, hiện đại, thân thiện với môi trường, giữ vững an ninh trật tự, chính sách hấp dẫn, nguồn lao động địa phương sẵn có và dồi dào, thì cụm công nghiệp Sông Cầu được kỳ vọng sẽ là môi trường đầu tư lý tưởng cho các nhà đầu tư thứ cấp. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video kế tiếp.